nhiều anh chị mà mình bất ngờ. Dạ. Chúc mừng cậu ba. Anh Hiền ơi, anh cho ý kiến phát biểu. Chào tất cả mọi người. Hôm nay rất là bất ngờ khi Bắc Nam với các bạn đồng chức sinh nhật cho Phương Điền, cho Cao Văn Đạt và diễn viên Hiếu Hiền. Hiếu Hiền ra cà xe chưa đến được. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều các bạn đã đến đây chung vui. Có một cái việc cho nhỏ để hàng gắn thêm những cái kết nối anh tình với nhau. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đi. Cảm ơn anh Nhật Cường. Anh Đi hỏi có đúng hả? Nên Cường hỏi đúng hả? Cùng tháng 4 á anh Nhật Cường. Anh Cường, anh Đi là 18. Em vô sinh nhật luôn được á. À chị là 34, em nhớ rồi. Birthday to you. Happy birthday to you. Hát cho anh lời hát yêu thương.
Vui chưa tàn mà mặt đã dính em. Anh nhớ là anh về cái này nha. Chị đang thử phải sáng theo không anh? Dạ cơm. Quay. Đúng cho bà xã. Lo lắng, sự lo lắng là sao chứ? Lo lắng gì là con em hiện tại quay. Hôm nay là một buổi sinh nhật rất là vui của những người em sinh ra trong tháng tư như Hiếu Huyền nè, đó đạo diễn Nguyễn Phương Điền nè, diễn viên Điện ảnh Cao Minh Đạt nè, diễn viên Hiếu Huyền nè, đó góp chung là một cái sinh nhật rất là vui. Để trong cái tiệc hôm nay thì có những người đến tham dự như là nhạc sĩ An nè, xin hát tặng một bài tiếng Việt nè, rồi mọi người đăng ký bài hát nha. Hay quá, hay quá.
nhập một cái đó. Thì một giờ nó cũng đi. Đúng rồi, tôi đi lấy thằng hậu đề. Mời quý vị lắng lòng với một ca khúc hát xong rồi sẽ biết gói nhạc sĩ Quốc An. Thì bây giờ xin được phép hát một bài về cha nữa. Rồi xin lễ thắp mời mọi người và chúc mừng những người cha rất là nhiều. Vương bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cả bạn mong nhớ người con dấu thương, rồi thời gian sẽ đưa cho mình nơi rất xa. Cha muốn ông con thật lâu, cha muốn vươn lên mái đầu con người, mong con luôn được tình. Bài này không cho nó đóng này luôn. Tại vì Quốc An á có sáng tác hai bài về cha về mẹ. Hát về cha thì hát về mẹ luôn, đúng không nha? Quốc An ơi, theo như anh em ở đây muốn nghe cái bài này. Ngày xưa khi thơ có người yêu của mẹ. Anh à, cái tâm cảm cho cha mẹ nó đóng này luôn. Thì một bài mẹ nữa, anh nghe cái cảm xúc quen. Qua cái bài này thì đứng đây với em luôn. Cho em được chúc những cái gì tâm sự của em về ba về mẹ
trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị ngồi đây có thể đọc được, có thể không được, nhưng điều kiện là rất muốn nghe về bài đó, xin mời anh em nha. Rất đồng tâm, rất đồng cảm. Ok, bé ơi. Một thôi bé ơi, bây giờ con đã mồ côi. Lời dặn vinh quang, con biết sẽ chia cùng ai. Từng đêm con mơ, mơ thấy một hình dáng mẹ. Con vẫn ước ao ngày mai bên con. Con vẫn muốn nghe lời mẹ hát ru. Ngày thơ con đâu hiểu được tình mẹ. Ngày xưa ngây thơ con đâu biết được mẹ rất thương con. Mẹ đã cho con từng giấc ngủ say, mẹ đã nuôi con lớn lên từng ngày. Ngàn nỗi khó khăn nào con có hay. Thời gian thôi đưa con đã lớn khôn thành người. Vòng tay yêu thương của mẹ vẫn mãi bên con. Mẹ đã cho con niềm tin bước đi. Mẹ đã cho con hạnh phúc hôm nay. Mà giờ đây mẹ đã dài lần rồi. Cái tiếng cười, em có cái tiếng già dỗ của mẹ. Ừ Hiền ơi, thôi mày đi về sớm sớm chúng tao chút đi. Mày đi về sớm sớm chúng tao chút đi. Mày toàn là đi chơi đêm, tại vì con giấu với tất cả mọi người. Hiểu Hiền ngày xưa mê tốc độ lắm. Mê lắm. Anh An với lại anh Cường là những người biết. Hiểu Hiền dám nói thẳng câu luôn. Mời anh và Cường không giờ chạy xô được bằng Hiểu Hiền. Hứa hình như được rồi. Tại vì mình đã quá quen trong đầu rồi. Anh Cường cũng vậy. Gặp mẹ cũng là má ngọc, má ngọc. Cái cười đó, một cái lời dạy đó cũng là còn trong ký ức thôi. Khi mà Hiểu Hiền sinh ra mang cái bài hát đó để mà được lắng động trong một mình trong một căn phòng thôi, thì không dám hát lại cái bài hát. Mình thuộc, mình không dám hát lại. Mình buồn lắm, buồn lắm. Tôi chỉ biết nói câu của mẹ. Bây giờ những anh chị nào trong cái hội này còn mẹ, cho tôi gọi ké mẹ đi. Cho tôi gọi ké mẹ đi. Để tôi cảm thấy mình bớt cô đơn.
Rồi bây giờ mới chỉ đòi ba cũng mới bắt nữa. Bữa nay em chỉ cảm ơn anh em cho em tất cả những ký ức của mình buồn này, tất cả những cái lời hát của anh ấy, nó cho em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với ba mẹ, mình có lỗi vì ngày xưa mình rất là hư, mình thương lắm, em rất là hư. Nhưng những ngày tháng cuối cùng của ba mẹ, đó là những ngày tháng em không bao giờ nói thẳng lên một điều là em chưa bao giờ làm gì để ba mẹ buồn, chỉ là những điều của mình thôi, chỉ là những điều của mình thôi. Cảm ơn anh em, cảm ơn bác sĩ Nam, cảm ơn Điền, cảm ơn Đạt, cảm ơn tất cả anh em trong nhà khoa Tâm Đức, cảm ơn tất cả các anh chị đã tổ chức một cái buổi đầu tiên nhỏ nhỏ hôm nay để mừng sinh nhật của ca Điền, ca Đạt, em giống như là bà xã của Cường, những người sống trong tháng tư. Tôi không dám dụng là sinh tên những người trong tháng tư là những người tài giỏi, nhưng những người sinh trong tháng tư là những người rất tình cảm. Sống là để đối đầu, và khi mình cư xử làm sao để tất cả mọi người phải nhớ đến mình, đó mới chính là cách sống, chứ chẳng phải là nổi tiếng hay không nổi tiếng cho anh Đạt. Hiếu Hiền chào anh Đạt ngay khi thời điểm đó anh Đạt là Hiếu Hiền nổi tiếng hơn mình. Không, lúc đó anh Đạt là thần tượng của Hiếu Hiền. Cá Cược, đó là Hiếu Hiền nổi tiếng hơn em. Hiếu Hiền là đóng phim. Anh kiếm cái sự nổi tiếng không có nó quan trọng, mà hôm nay là một buổi rất là hay. Lúc đầu anh cũng không có tính quay cái YouTube này để quay để mình cắt. Nhưng mà Hiền không điểm hay, nó không có điểm nhấn đúng cái thời điểm mà Quốc An hát cái bài đó. Cho nên đó là cái điểm nhấn trong cái buổi sinh nhật hôm nay. Cho cả hôm nay thật lớn, điểm nhấn rất là mạnh cho anh em. Để có cái anh em mình chia sẻ, để hiểu được nhau, hiểu được những người mất mát. Cảm ơn tất cả những người đã nhiều. Qua bắt đầu với mặt lại là Hà Vinh. Hôm nay còn có hai các anh chị cũng rất là mới biết Hiếu Hiền thôi. Giờ là biết anh Cường với lại anh Việt lâu rồi. Nhưng mà những anh chị nào là bạn với chúng tôi mà Hiếu Hiền bị tình thì phải chỉ là bạn bị tình. Trước như một, sau như một. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái con quỷ này nó không chờ. Cuộc vui anh em tôi vẫn tiếp tục, nhưng clip thì khá dài nên đến đây chia tay với quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành kênh của Nhật Cường, và không quên chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhớ ủng hộ, đăng ký subscribe và like nhé. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.